và phần thi của Ngân Chi bắt đầu. Vào ngày sinh nhật của con, dạ, thì con được phép ăn bánh sinh nhật, dạ, bánh trung thu hay là bánh chưng? Mình muốn ăn bánh gì thì kệ mình. Kệ mình. Nhưng ngày sinh nhật thì người ta sẽ lấy bánh sinh nhật. Nhưng nếu mình muốn ăn bánh chưng hay là bánh gì đó thì mình mua ở ngoài vô cũng được. Lên. Dạ. Bà lành quá. Xôi vò, xôi gấc với xôi lá dứa, theo con xôi nào có màu vàng? Dạ xôi vò. Lê. Dạ. Cái này còn chưa có biết. Xôi vò là xôi gì ạ? Con ăn một cái chè ở là đặc sản của Hà Nội, có ăn kèm với xôi vò. Ờ, nhưng mà nó làm xôi với cái gì con biết không? Trong dạ, nó con có không gì? Biết. Chứ có đậu xanh. Đậu xanh. Ờ, hiểu dạ không? Cái mình vò lại đó. Xôi gấc là xôi gì? Dạ, xôi gấc thì là nó màu đỏ. Hình như là người ta ép cái nước gấc ra xong người ta đổ vô, người ta trộn chung với cái xôi đó. Nước gấc đó lấy từ đâu? Từ trái gấc ạ. À. Quá giỏi. Rồi còn cái xôi lá dứa là xôi gì? Xôi lá dứa thì là thường nó màu xanh, cũng giống xôi gấc nhưng mà nó ép, hình như là nó ép cái nước từ lá dứa. Chính xác. Tiếp tục nào. Cây cóc, cây khoai, cây ớt với cây cà rốt, theo con thì cái cây nào không có quả? Dạ là cây cà rốt với lại cây khoai. Chính xác. Tại sao con biết hai cái đó không có quả? Bởi vì người ta không bao giờ kêu là quả cà rốt mà người ta kêu là củ cà rốt. Chính xác. Thấy chưa? Nó nói như là nó biết hết trên trái đất này ra nữa. Tiếp tục nha. Ôi, chị ơi. Con thấy cái bóng con dưới hồ nước á. Dạ ok. Bên phải con đang đeo cái ba lô. Mà con nhìn xuống cái bóng con cảm giác như là cái ba lô đang nằm bên trái của con. Vậy là đúng hay sai? Dạ là... Nè bây giờ nè, đang đeo ba lô bên phải nè. Dạ đeo ba lô đứng bên phải. Đứng thấy mình bóng mình dưới hồ nước nè. Dưới hồ nước. Mà con nhìn con cảm giác là cái ba lô dưới đó là con đang đeo bên trái. Vậy là đúng hay sai? Dạ đúng. Con ví dụ như chú Thành đứng trước mặt con đứng bên đây, chú Thành cho vô bên cây trái thì con sẽ vô cây phải, bên phải của chú Thành, bởi vì hai người đang đứng đối diện nhau. Trời ơi bà lanh quá, xuất sắc. Nó còn với ví dụ mình đang đứng đối diện nữa mới ghê chứ, mới dễ hiểu. Giỏi quá vậy ha. Dạ. Yeah. Cây gì giúp đỡ người ta trong khi cấp cứu hoặc là ốm đau? Dạ là cây thuốc. Chính xác. Hoặc là cái cây nhiệt kế. Dạ. Trong đội hình bóng đá đó con, cái người đứng trước hậu vệ là gọi là trung vệ. Vậy cái người đứng sau hậu vệ thì theo con gọi là gì? Hình như là thủ môn. Chính xác. Vậy cái người đứng trước thủ môn là hậu vệ đúng không? Vậy giờ đứng sau lưng ông thủ môn nữa là cái gì? Là cái lưới. Chính xác. Mười câu là chắc. Mẹ Tèo mua cho Tèo 12 bộ quần áo và 2 cái áo khoác lẻ vào ngày sinh nhật của Tèo. Giờ dạ, tới sinh nhật của Tí, bạn Tèo thấy mình nhiều quá, tặng cho bạn Tí 2 bộ đồ quần áo. Vậy theo con, bạn Tèo còn lại bao nhiêu cái áo? 10. Ê lộn, khoan từ từ. 5 cái áo, 2 cái áo khoác nữa đúng không? Đúng rồi. Là vẫn còn 12. Lên. Rồi. Bạn Bo thích thể thao, bạn dạ, Bo vận động mạnh. Bình thường nhiệt độ cơ thể con người là 37 độ C. 37 dạ. Ừ. Bây giờ bạn vận động mạnh nè, nó lên tới 38 độ C. Mà tại sao con vẫn không thấy mồ hôi? Vậy là bạn chơi môn thể thao nào? Dạ bơi lội. Lên. Nổi da gà chưa? Nổi da gà được chưa? Bơi lội là mình cũng có mồ hôi nhưng nhiều khi mình không thấy bởi vì nó ở dưới nước. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Trời ơi, áp lực quá. Câu cuối cùng. Cô giáo có một cái sách tài liệu 10 trang nha. 10 trang. Đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ. Nhưng mà một tờ thì in hai mặt. Dạ. Gió thổi tứ lung tung bay hết nè. Giờ cô lụm lại thì cô chỉ thấy số 1, 3, 7, 9. 1, 3, 7, 9 hả? Ừ. Theo con cô mất bao nhiêu tờ? Đây, từ từ. 1, 3, 7 và 9. Vậy là mất mấy tờ? Một tờ giấy hai mặt thì là đánh 2. Ừ. Rồi thêm... Nè 1 3 7 9 thì cái tờ đó tờ số mấy? Dễ mà bé. 1 1 3 7 và 9. Vậy tờ kia là sẽ là số số 5 và số 6. Oh yeah. Yeah.
nhanh như chớp nhí mùa hai lúc 20 giờ chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.